Rồi chào anh em nhé. Nay em lại test cái con 40m7 cho em ở bên Nha Trang. Em nó đặt cái motor nằm phía bên này để cho nó gọn. Bình thường thì khách yêu cầu thì motor nằm bên này. Đấy. Bình thường thì motor nằm bên kia nhưng hôm nay là nằm bên này. Máy này là 40m7, em có đặt cái đầu kẹp luôn nhé. Đây đầu kẹp đây. Cốt thì cốt 60. Đầu kẹp. Motor này em yêu cầu là 5 ngựa. Này em làm một tay em đi nhanh thôi. Đấy, thiết kế tay quay rất là tiện dụng. Cái motor này nó phải tầm 70 kg. Để lát gọi nó rồi là có lấy thôi. Tối xuống hay là sáng mai. Cái này 5 ngựa 1 pha à? Đâu đến 1 pha, 7 ngựa 5 ngựa 1 pha. Máy này là 40m7 nha mọi người. Dao này là 12. Hai con 12. Đấy, thêm cặp chậu này với cặp chậu lớn như thế này. Chậu nó để em trai về là hàng 40. À. Đây. Để thử cho nó lát nữa gửi cái video cho nó cho thằng em luôn. Đấy. Motor rất êm nha mọi người. Rất êm. Rồi anh em có nhu cầu về máy chép hình một dao hai dao thì cái alo cho em nhé. Muốn motor mấy ngựa thì có mấy ngựa. Đấy, cái này em để trùng thôi, mình có thể mình tăng lên được. Đấy. À. Nó hết nhảy. Này motor tua chậm nhé. Hàng lớn thì xài motor tua chậm thôi. Còn những cái máy kia thì mới là motor tua nhanh. Van này nó nằm ở dưới đây, nó kẹp nó dưới đây, xài 4 con ốc. Rồi. Em đã lên được. Rồi chào mọi người nhé, kết thúc video đây nhé. Rồi xong rồi đấy.